gái bán chè không phải chị. Chào cái chào người đẹp mua chè luôn. Mỗi bữa mua đậu khác hả? Không, bữa nay mua đám. Vậy hả? Bán chung bán chi cho cực khổ. Bán cho người đẹp đâu cực đâu. Rồi nói trời rồi ông xã không nghe được chết rồi chết đó. Rồi, giờ thôi chúc người đẹp bán được đắt hàng ha. Đây bán không nào đắt vậy? Em vậy hả? À. Vậy là em mời bán gì đây em mời? Vì chuyên về chuối là nhiều hả? Chuối cam đó. Cam luôn, cam là bên kia. Có em cạo này với em gắt. Mình cạo là đặng là mình xay ra đấy ha. Cạo là bán luôn, không có xay. Để gì bán luôn hả? Mà cái này về người ta để gì để chiên hay sao? Về đây muốn làm thì nhờ gia vị vô. Vậy hả? Chào quý cô chú anh chị, hôm nay mình đi quay chợ Mỹ Bình giữa trung tâm thành phố Long Xuyên, một khu chợ như một cái nhà lồng giữa trung tâm mà cũng rất là lớn nha quý cô chú anh chị. Nhà lồng mà lớn hơn cái chợ Bình Khánh. Đây là chợ Mỹ Bình. Em đi về bắt đầu con cô bác và cô chú chị bắt đầu đi cùng với mình xem bà con mua bán của chợ Mỹ Bình như thế nào cô chú anh chị. Đây là chợ Mỹ Bình. Má còn ốm mày mà ốm ốm không mày chú. Phải lại đi mua cho tao đi. Đây bán gì? Bán chanh. Nó này nó tính tím là nó hơn. Chào em bán chanh. Ở cái này em bán em đẩy gì đó em, không có chỗ, không có thuê cho ngồi tại chỗ em. Dạ không anh, thành công anh. Con số 3 nè, con 3. Cái gì? Cuộc sống của anh ta 360, em nói á. Ôi. Em nói. Cuộc sống của anh ta 360. Nè. Quanh ta. Quanh ta chứ phải anh ba. Quanh ta. Ủa em bán cái này chỉ có nhiêu đề hả? Dạ. Quê ở đâu bán đây em á? Hôm nay có sáng nha anh. Ở dưới sao không bán ở dưới? Tại chạy dưới nhỏ quá. Vậy hả? Bán khách nó cũng tại chạy giá nhiều lắm anh. Rồi nên ăn và dưới chạy vườn chạy quê anh bán qua được. Có. Chạy đông bán được. Có mấy ngàn cũng chạy giá nữa hả? Mấy ngàn chứ 500 tao chạy giá nè. Vậy đó hả? Tại lực chợ tao mới đi chạy giá chị. Nó vô đó. Qua nó. Chạy giá thì chị bình thường hàng ngày nào em cũng gặp rồi. Vậy đó hả? Em đi đi đồ vô là cái kèo dữ vậy. Cái gì? Em đi đi đồ vô chứ mà anh chạy. Rồi cảm ơn em ha. Chúc em bán đắt hàng ha. Rồi chào anh nha. Rồi đi dài dài vô chợ. Hôm nay tầm 2 ngày nữa anh cắt kép rồi mới lên trên đúng không? Chiều về là anh cắt kép rồi. Còn 2 ngày lâu với ở đâu nhà lâu với vậy? Nhầm rồi. Bên kia nó làm cái 2 ngày. Bên kia 2 ngày. Làm lâu chưa? Chào anh bán quần áo. Bán áo đỡ không anh? Được, lấy coi. Vậy hả? Ủa cái này là mình lâu lâu mới lại bán hay là ngày nào cũng bán cho đây anh? Lâu lâu. Vậy hả? Như giống như mình bán mình chạy điểm hoài ha. Cảm ơn anh á, chúc anh bán đắt hàng ha. Rồi ok. Dọn đi vậy anh đảo lại. Dạ. Rồi đi vào chỗ khác. Đây bán trái cây cái gì? Quá đẹp, phụ nữ ơi, 50 dạ. Không quay hả? Rồi. Cô chào chị bán cua nè. Cua biển nè.
chị bán bánh. Bán bánh là bán bà khía nữa hả chị? Sáng giờ bán đỡ không chị? Vậy hả? Có chị bán thường đây hay là lâu lâu mới bán? Ngày nào cũng bán. Cảm ơn chị ha. Ủa cái này mình tự làm hay là mình mua đi là gì? Tự làm. Hay vậy? Dạ. Bà khía thì mua ha. Rồi, cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng ha. Rồi, có ba chị thì có duyên thì gặp lại. Rồi mình đi qua chỗ quầy khác. Số nhiều chứ anh? Dạ. Ngày nhiêu vé bán nhiều chứ ạ? Dạ, ngày có 300 pháo à. Dữ hả? À? Dạ. Bán cho một vé thôi. Dạ. Con anh nó vậy? Dạ. Cảm ơn. Ngày nào cũng 360 hết hay gì? Dạ. 36 thấy nhiều chứ hả? Dạ tại nhiều thấy cái nhiều lắm đó. Số nó dày ha. Dạ. Chị bán chè. Chào em gái bán chè không phải chị. Chào cái chào người đẹp mua chè luôn. Mỗi bữa mua đậu khác hả? Không, bữa nay mua đám. Vậy hả? Mà sao đám? Đám gì em bọc ít ít chứ hả? Nhà chị cũng gần đây hả? Ôi giờ bé dưới túi chứ mình lên tới chợ này dưới hả? Tại đi chợ dưới thấy không ngon, đi chợ này ngon. Gì hả? Chợ này mua đồ ngon hơn. Ngon ta chợ cũng có chợ ngon chứ không á hả? Ừ, chợ này quá, chợ ngon hơn. Chắc em này bán ngon nè. Vậy là chết rồi, tôi quay cái này mốt, tao biết lại mua thôi, bán không kịp luôn. Rồi. Mới có anh chị khách hàng đã quảng cáo chè ngon rồi nè quý vị. Cái này tại chợ em bán chè tại chợ Mỹ Bình. Em tên gì em nói tên luôn thì tao biết rồi đấy. Mỹ Lệ. Em Mỹ Lệ bán tại góc chợ Mỹ Bình. Chè. Rồi cảm ơn em ha. Chúc em bán chè được đắt khách ha. Anh nướng thịt. Này mình nướng này gọi là nướng gì anh? Nem nướng. Nem nướng hả? Cái này là mua giờ là nguyên cây là mình ăn nguyên cây luôn đó, ha. Nguyên cây luôn, sầu gì đó, mình ăn bánh hỏi bún mì kia thôi. Cái này mình ăn có kèm gì không anh? Bánh mì bánh hỏi bún rồi. Vậy đó hả? Nhưng mà em đặc biệt với bán này không ha? Chứ không có bánh mì thì thêm á. Đây là tao mua bánh mì ra ăn chung. Bún bánh hỏi rồi. Có gì là ăn cây là mình bán mấy chục? 10.000 à? Có 10.000 ha. À. Cũng được ha, rẻ ha. Rẻ. Ăn được chứ. Ngon lắm. Ta lại sáng ta lại ta đi ăn chị đó. Cái này mình làm bằng thịt quá.
thịt với chả lụa chỉ làm nhà đó. À, làm nhà luôn. Ừ. Hay vậy. Nhà đi dễ đâu có đâu khó. Ui. Vậy anh chỉ em nào được không? Không. Dạ. Nhà đủ cho già không chứ ai xác đặng luôn không? À nó chơi thôi chứ. Chả vậy. Rồi cảm ơn. Rồi. Cảm ơn anh á, chúc anh bán được đắt hàng. Rồi cảm ơn. Nó chơi rồi chứ. Chơi thôi, ngày chẳng có quá vậy. Quay YouTube anh. À, chủ hả? Rồi bán. Sao biết bán? Biết. Coi chừng bán giùm luôn. À, chuối giờ thấy chín đẹp quá ha. Ở đây chuối bán ngay góc chợ Mỹ Bình nè nhé bà con cô chú. Chú anh chị đây nè nhóc chừng. Bán giùm mà nó ta trả giá vậy rồi mình bớt được không? Không anh, tại vì giá có sẵn rồi. Bởi vì bán giùm nó cũng khó ha. Rồi cảm ơn anh ha. Dạ. Chúc anh bán chuối được đắt hàng giùm ha. Dạ. Có lấy tiền xài giùm không? Không. Không. Dễ gì? À, nói giỡn chơi thôi. Rồi cảm ơn anh. Chào người đẹp bán chè. Cái này anh bán chè gì anh? Dạ bánh lọ, chè đậu đen, đậu xanh đúng không? À, cái này là đậu đen phải không? Cái này đậu xanh hả? Chè bắp. Chè bắp. À, đậu xanh. Cái này là gì? Bánh đúc phải không? Nước đường. Nước đường ăn với bánh đúc. Bánh lọt. Bánh lọt hả? Ủa bánh đúc. Bánh đúc có nước đường không á? À, cái này em tự làm hay là em mua? Hay dữ vậy. Bữa nào chỉ anh làm với anh bán với anh đi bán chung với anh. Bán chung bán chi cho cực khổ. Bán như người đẹp đâu cực đâu. Rồi nói trời thôi ông xã không nghe được chém tôi chết luôn. Chém lắm. Rồi giờ thôi chúc người đẹp bán được đắt hàng ha. Dạ. Tạm biệt người đẹp nha. Ngồi qua tới sạp bà nè, đưa lên mạng làm YouTube. Thôi quay đó là được quay nữa. Mới quay rồi tỷ tỷ ơi. Mới quay rồi ơi. Tới quay tỷ nè. Có gì đâu, quay quảng cáo cho tỷ mà. Đó chỗ thì mình mướn. Hả? Đó chỗ thì mình mướn. Gì hả? Cái chim nào dạ mùi không? Đây chị này bán gì đu đủ nè, này đu đủ Thái ha, đu Đài Loan vậy nè. Đu Nhật chứ, phải không? Sạp này trái cây nhóc chân dưa lưới chào chị đẹp bán chuối đỡ không chị? Vậy hả? Ở đây bán lúc nào cũng đắt chứ im chứ hả? Vậy là em mày bán gì vậy em mày? Cái lầu nằm bán móng. Vậy hả?
Chị chuyên về chuối là nhiều hả? Chuối với cam bán á. Cam luôn, cam là bên kia. Chào anh. Dạ anh Thắng Cam. Này chắc hai ông bà bán quá phải không? Dạ đúng rồi. À, người bán cam, người bán chuối là em ha. Đây hai anh chị là bán cam với bán chuối tại chợ Mỹ Bình. Phải không anh? Phải chợ Mỹ Bình phải không? Dạ đúng rồi. Bán cam mà số lượng lớn luôn nè quý vị. Bán cũng nhiều lắm không? Này mình gọi là cam sành hả anh? Dạ cam sành. Cam sành. Này cũng cam sành luôn à. Có 12 ca ăn ký nè. Dạ cho thắng lợi. Về hè thắng lợi hả? Dạ. Cái này mình quay YouTube á chị. YouTube điện thoại mình coi rồi vui, nhưng bà con thích coi gì mình coi đó vậy đó. Vậy đó là quảng cáo luôn đây, giùm luôn đây. Thì em quay quảng cáo cho chị luôn nè. Ba gì đó. À, sạp của anh bé ba phải không? À, bé ba là tại chợ Mỹ Bình. Cam sành, cam sòn. Cam sành, cam sòn. Cái chữ cam sành với cam sòn là nó khác hả? Khác chứ. Khác hả? Kệ bánh là cam sòn vậy ha. À. Cam sòn ngọt. Anh này anh sạp anh bé ba anh có bán cam sòn, cam sành. Còn chị là vợ của anh bé ba là bán chuối bên đây. Chuối bên này nhóc chuối nè, bà con nào ở xa chưa biết thì cứ có nhu cầu ăn chuối ăn cam lại tại chợ Mỹ Bình của trung tâm thành phố Long Xuyên. Chắc có chị đang lựa mua nè, có cái thằng đang lựa mua nè, rõ ràng luôn nè chứ không phải là quảng cáo dốc nè. Bởi vậy đây rõ thiệt luôn nè, không có mướn bọng gì. Sao cái vụ mà lửa này con dở quá gì vậy, lửa làm sao mà biết cái nào ngon nào không vậy? Cháy mà nó dạ. Già nó đậm đà nhìn nó da nó dày vậy nó sậm hơn là nó ngon hả? Đừng có sâm, nước nó sẽ ngọt. Vậy là mấy người ta mình vậy mà da sậm là ngon hơn da đúng chắc. Rồi da sậm thì không có bệnh hoạn gì chứ. Vậy đó hả? Quay luôn không chị? Quay luôn. Dạ. Quay đăng lên quay hả? Dạ đúng rồi. Quảng cáo. Quảng cáo luôn. Bởi vậy chị đẹp mà. À, cảm ơn anh nha. Chúc anh bán cam đất hả? Dạ. Chút xíu con quay luôn. À, đây chị quay, chị bên đây có gian hàng bán cái gì ta, quần áo. Đẹp nè, chị đẹp, chủ gian hàng bán quần áo tại chợ Mỹ Bình phải không? Giữa trung tâm thành phố Long Xuyên. Bán nón nè, này gọi là nón khẩu trang không chị? Căn cái gì sạp tên gì chị? Chị Nga chuyên bán về quần áo, khẩu trang, nón cái gì đồ gì em bé nữa nè, nhóc chân như là tổng hợp luôn đó quý vị, các loại luôn. Mặt hàng đây khăn tắm, khăn chàng, khăn lao gì tùm nhóc hết trơn luôn, đủ hết. Đây sạp của chị đây, nhóc hết trơn nè. Đây là chị Nga. Cho số điện thoại lỡ các thằng có mua liên hệ chị. 039 547 4446. Rồi. Số điện thoại của chị Nga phải không? Rồi. 039 547 4446 tại chợ Mỹ Bình giữa trung tâm thành phố Long Xuyên. Rồi cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng ha. Rồi cảm ơn. Chị cũng đẹp quá. Tạm biệt chị nha. Đây bắt đầu mình qua sạp của dì cũng bán cam luôn. Dì ba bán cam. Dì ba hả gì? Dì ba bán cam tại chợ Mỹ Bình. Giữa trung tâm thành phố Long Xuyên. Đúng rồi. À, cái này dì bán sỉ và lẻ luôn hả gì? Bán sỉ và lẻ luôn. Sỉ nhiêu đây? Sỉ sao đủ gì? Sỉ thì nếu mà có sỉ
thì lấy thêm nhiều. Vậy hả? Nhắc cho nè sĩ rồi mua 50 ký chứ tiêu. Vậy hả? Vì chiên về cam với quýt không hả? Chiên về cam không hả, chứ không có quýt, cam sòn với cam sành. Dạ, yeah, cam sòn, cam sành. Ngộ ha, cái tên nó ngộ ha, cam sòn, cam sành giống giống. Cam sòn nè, cam sành nó ngon. Cam sòn mà cái da da láng hơn phải không? Ừ, da láng hơn. Dạ, cam sòn. Cái này bán được nhiêu ký vậy? Cái này nè, cái này nó bán 30 ngàn. À, cái này cam sòn được 30. 13, 12 ngàn. Có cam sành nó rẻ hơn cam sòn cái gì? Sành rẻ hơn nhiều. Vậy cam nào ngon? Cam sòn ngon hơn, uống nước thì uống cam này, không muốn ăn thì ăn cam đó. Tại sao cam sòn ngon hơn, nó ngọt hay sao? Nó ngọt hơn. Ờ, cam sòn là gì, nó là ngọt hơn. Nó ngọt hơn, nó ăn thôi, nó ăn thôi. Còn cam này thì bắt nước uống, nó bên quán nó mới chịu được. Cam này là nó nhiều nước ha. Nhiều nước. Cam sành nó nhiều nước mà giá nó rẻ hơn, có 13 ngàn một ký à. Ồ, rẻ à. Ở đây 12 ngàn chắc loại 2 quá. À, cam sành 12 ngàn loại 2 nè. Đây cũng là loại 2, 12 ngàn ký nè, rẻ ta. Còn đó cũ rồi, khỏi quay. Ờ, cái này cũ rồi, bỏ rồi. Rồi con cảm ơn dì ba, chúc dì ba bán đắt hàng ha. À, rồi cứ làm sao đem coi bút cho dì bán đắt được rồi. Dạ, rồi con đăng lên. Trang quay dừa, Trang ơi. Chị Trang quay không chị Trang? Bán dừa luôn. Gì hả? Quay đâu có tốn tiền gì đâu. Rồi chị Trang. Chị Trang đây có quầy, chị Trang cũng kế bên bên. Rồi cảm ơn chị Trang ha. Chị chạy tàu hủ luôn phải không, quay luôn. Đây chỗ anh bán cả. Đây có anh bán tàu hủ. Tàu hủ đá. Tàu hủ đá công nghệ Singapore. Ồ, sao công nghệ Singapore nữa ta? Tàu hủ đá công nghệ Singapore, đặc biệt hương vị lúa gì lá dứa. Lá dứa, đặc biệt lá dứa. Lá dứa và cảm nhận khác biệt ha. Cảm nhận sự khác biệt, tức là ăn cho nó khác biệt với những món khác. Rồi. Ủa sao hết rồi? Còn. À, ngày anh bán được nhiêu hũ vậy anh? À, bà chủ bán cam á. Cái gì? Bà chủ bán cam mà bán này luôn. Ờ, bà bán luôn. Ngày anh đi giao về cho chị vậy? Ờ, làm lính của bà chủ đó đó. Super. À, chị bán này luôn hả? Ờ, super. Ủa, bán hũ gì là nhiêu tiền? 10 ngàn. Là hũ gì là 10 ngàn ha. À, ủa, có nghĩa là ở đâu cũng giao chứ hả? Phải có cái này nữa. Sữa. Là sao, ăn sao? Mình chế như này vô mình ăn. Ờ, nó ngon. Hai cái mới được ha. Hả? Hai cái vô mới được ha. Lắm hai, ngon. Hai thứ mới được. Ờ, đó, ủa này nào giờ mới thấy vậy ta? Này có cái này có ai bán rộng rãi chưa? À, cái này đó hả? Dạ. À, mỗi chỗ cách làm có bán rộng rãi, nhưng mà ở đây thì bán mới nhiều hơn. 10 ngàn là cái chai, cái hũ này với cái chai luôn. Không. Chỉ chế vừa đủ ăn thôi. À, có nghĩa là chế giống như là cho nó ngọt, giống như là cái gì ta? À, đúng rồi. À, vậy là cái này 10 ngàn mình chế cái này vô, à, chế sữa vô giống như ngọt, giống như là gì, nước cốt vậy đó. À, đúng là nó đãi những cái chỗ mà bán ở ăn gì, đám cưới mà ăn lê xét á. Mời đây nha, giống như là sữa này là đặc biệt là 5 loại sữa pha chế. À, 5 loại sữa hả? Dạ đúng rồi. 5 loại sữa nấu vô. Nấu vô pha chế, khi ăn là phải đưới gì. Vậy đó hả? Dạ đúng. Thôi anh ăn thử, anh ăn đi. Em bán mà em ăn nhiều lắm rồi. Vậy đó hả? Bắt đầu mình bỏ một tí đá này vào. Bỏ tí đá vô. Bỏ tí đá vô rồi mới ăn hả? Mình không ăn đá không được anh. Có đá mới ngon vậy. Có đủ đồ lạnh nó mới ngon. Vậy đó hả? Rồi làm gì kiếm bọc cái gì? Cho anh ăn thử. Ăn thử luôn hả? Thiệt luôn đó hả? Thiệt luôn. Cảm nhận luôn. Cho ăn thử và cảm nhận. Rất là hay à, hay à. Đầu tiên nha. Ăn thử luôn, ăn luôn luôn. Dạ. Cứ dùng. Cứ dùng phải không?
đây đây của chị mời mình quay ở giờ cảm nhận luôn, cảm nhận cho mình ăn tàu hủ đá của Singapore, công nghệ Singapore luôn quý vị. Nói chung là bây giờ là đám tiệc này kia là người ta là ít dùng mấy cái loại mà chấm bú lượng, chỉ cần dùng tàu đá này, mỗi người một chén rất là gọn mà nó hương vị nó rất là ngon. À, đấy, hương vị lá dứa à, rất là ngon. Để cảm nhận thử coi. Cảm nhận thử. Mình cảm nhận thử tàu hủ Singapore nha quý vị. Chết bà. Ngon thiệt chứ? Ngon. Là 5 loại sữa chứ không phải là nước cốt dừa. Nước cốt dừa là không có. Cảm nhận như thế nào? Nước cốt dừa là không có, nó thanh nó mát. Nó dừa nó không có béo quá mà nó không có ít quá. Đúng rồi. Mà nó không có ngọt quá mà không lạt quá, là nghĩa là nó dừa cái khẩu vị mình đó. Sữa đặc, sữa tươi rồi sữa năm loại sữa nè. Cái hương vị nó nhẹ nhàng. Đúng rồi. Mà nó thơm mà nó nhẹ. Năm loại sữa ở đây cho tao. Không, cái đó là một cái bí quyết mà đâu có để năm loại sữa. Đâu có ghi được trong đó nữa. Chứ người ta nói để nước cốt dừa ra là không phải không có miếng nước cốt dừa nào trong đó hết. Nhìn người nhầm chỗ bán thì để nước cốt dừa. Không, để năm loại sữa mất tiền lắm à. Nhưng mà chỗ em ở đây là năm loại sữa nấu bằng sữa đàng hoàng chứ không phải là nước cốt dừa. Bởi vì anh em nó cảm nhận nó khác với cái chỗ kia. Hôm nào anh nhớ cái chỗ khác anh dùng thử đi, là nó khác biệt với nhau. Cô, cái này của anh bán luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái chị đó là sao? Dạ là gì? Có một người bạn của dì á đi Singapore, bà ăn về cái bà mới học, bà mới làm. Sao học được? Ai dạy học? Bà nói chung là bà đi du lịch á. Mình tất dạy. Bà dạy luôn hả? Rồi là bà mới ăn dùng ăn thử. Bà mới về bà mới tự làm. Tại nhà bà có cái lò bún. Vô tóc gì biết nữa là khỏi rồi cho con ai nha. Cuộc sống của anh ta 360 anh. Cuộc sống của anh ta 360 phải không? Dạ. Rồi nữa khỏi vô cho con ai. Rồi cảm ơn anh luôn. Sữa thì sữa đỏ. Mở ra đây là Thái. Sữa tươi, sữa đặc nha. Đồ thôi. Dạ. Đậu nè, thôi. Cái mùi nó nhẹ nhàng, nó không quá mức mà nó không ít đi. Vừa ăn. Nói chung là chỉ làm thất bại cũng nhiều lần lắm rồi mới là thành công. À, xong rồi là chị mới là truyền nghề lại. Kệ tới kìa. Dùng cho người đó thì được. Cái này nó không có ngọt gắt mà nó không có bị lạt quá, nghĩa là vừa ở miệng. Tại vì khi ngọt quá mấy người mà béo quá người ta sợ. Ngọt quá nó cũng không ngon nữa mà lạt quá cũng không được nữa, nó vừa thôi. Cái công thức này riêng của mình không chỉ ai đâu biết, dễ ai biết không biết đâu, ăn cái người ăn cảm nhận còn, ngon nhưng mà làm không được. Còn ngoài quán thôi tôi ghé tôi giao bọc hai vụ cháo mới đi giao hai thùng này trong cái đám tầm năm hay vậy? Một thùng mới vừa chạy mới vừa giao mới vừa chạy á. Một thùng như là bao nhiêu lon? Một thùng đó đựng cả chanh chén á. Chanh chén đó đó. Rồi ngày mình giao được nhiều thùng không? Ở chui. Nhập bữa. Dạ. Vậy đang hỏi gì kìa. Dạ. Nói đúng. À ba bốn người chạy rồi mà không biết. Hỏi bà. Đám đó bằng tình giúp năm cưới đến sinh nhật đám gì cũng
anh đi nhà hàng Hòa Bình là có món này nè. Cái này mình lưu giữ lại được bao lâu? Anh để ngăn mát là bình 10 ngày. Mua mấy đứa nhỏ là chừng 2-3 bữa là ăn hết mẹ rồi. Dùng lâu sữa để riêng, tô hủ để riêng. Bánh nào mình ăn bữa trước bữa sau là mấy đứa nhỏ. Này ngon chưa? Còn mà để sữa vô để ngăn mát 2 ngày nên dùng luôn. À, nó hư cái gì? Tại để sữa vô á. Để sữa vô. Cái ngăn mát nó không đủ độ ẩm như cái hộp đá này. Nó hư nghe, nó bị à nó lên. Hư. Bị rền. Còn mình để hai thứ riêng biệt là mình để tuần 10 ngày bình thường. Rồi, ok. Gọn gàng rồi đây coi. Rồi. Em gửi tiền lên đây. Quảng cáo luôn hả? Miễn phí luôn hả? Đưa lên YouTube của mình quảng cáo vậy đó. Vậy hả? Đẹp mà. Vậy là đưa đó mà, đưa nãy giờ đưa mà. Rồi. Mình dùng thử. Của nhà làm mà. Dạ. Mình mua đi cho mày đó. Dùng thử anh hai. Anh hai bán rồi, anh hai. Cảm nhận ngon như dở gì đó. Cái ăn xong cái tàu hũ đá này á, là của công nghệ Singapore. Của anh này là anh tên gì? Dạ Thái. Anh Thái. Dạ, ra chợ Mỹ Bình là gặp chị Nhiên. Anh Thái ra chợ Mỹ Bình gặp chị Nhàn cung hả? Cung cấp là sỉ lẻ rồi thì là gặp chị Nhàn cung cấp sỉ lẻ ha. Nếu mà liên hệ số điện thoại á, cái này mình để đám tiệc ăn tráng miệng rồi phải không ạ? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Để dùng tráng miệng. Số điện thoại là 0977 785 433. Đó mình liên hệ để mua tàu hũ đá. Ngon lắm nha quý vị, mình mới ăn rồi. Được ăn miễn phí mà không phải là miễn phí là khen ngon nha, mà ngon thiệt. Quá ngon. Rồi, cảm ơn. Rồi dạ. Cảm ơn anh Thái ha. Dạ. Cảm ơn anh Thái vì cái hũ tàu hũ. Dạ ok. Rồi chúc anh Thái để tới có nhiều khách hàng liên hệ để mua tàu hũ nhiều hơn. Dạ. Rồi bye bye ha. Hẹn hẹn gặp lại sau. Dạ. Okay. Rồi, có duyên gặp lại rồi. Tạm biệt dì luôn ha. Dạ. Để con đi qua quầy khác. Rồi đi dài dài qua. Con đi luôn dì ba. Đây là trái cây của bà con quán nhóc trên cái gì.
Này tôm. Tôm sống không à? Không có đồ xẻo. Này mình gọi là tôm sú à? Tôm thẻ. Tôm thẻ à? Đang làm mực, con mực mình mắc cắt ra vậy ha. Mực màng cho tao cắt tao về có mình. Đó, nghĩa là bán rồi nó cái màng ha. Bán rồi màng căng rồi mà. Cảm ơn anh ha, chúc anh vậy bán đắt hàng ha. Rồi quay tính nào hả? Sống bên ta 360 anh. Sống bên ta 360 hả? Dạ. Rồi tạm biệt anh ha. Quay rồi hả chị? Quay TikTok á hả? Vậy đó hả? À. À, đi dài dài đó. Tôm, tôm càng sắp. Nhân. Chào gì? Có phát tiền không có cho tiền. Chưa cho tiền. Tiền đó. Cho tiền thì cho thấy cái nha. Có trẻ mà có già mà có trẻ chị. Với trẻ không mà đâu có được. Này với em gắt mình cạo là đặng mình xây ra đấy ha, để gì bán luôn hả? Mà cái này về người ta để gì để chiên hay sao? Về đây muốn làm thì nhờ gia vị vô, vậy hả? Vô mình đánh dai mình mới ăn, muốn làm gì cũng được. Cá đang cạo là cá dảnh hả? Cá này là cá dinh. Cá dinh dảnh dinh lộn xộn còn đất lát. Đất lát em có cạo không? Có. Cá lát là mâm bên đây nè. Cá lát thì giá mắc hơn mấy cá kia phải không? Cá lát giá nó phải cao hơn. Em bán gì tới chừng nào mới nghỉ? 11 giờ mấy nữa là dẹp rồi. 1 giờ mấy hả? 11. 1 giờ mấy hả? Cảm ơn em ha. Chúc em gái xinh đẹp bán đắt hàng nha. Giờ nghe nói chị nói lựa mấy người đẹp quay, giờ em lựa mấy người đẹp quay nè. À, gì vậy? À, lựa mấy người đẹp đẹp quay đây. Đây lựa mấy người đẹp. Bây giờ đang lựa mấy người đẹp quay nè. Cái nhóm quay đây. Này giới thiệu nói em chưa có chồng đó nha. Phải không đó nghe. Phải chứ bộ, phải nói thiệt mà. Người đẹp không có chồng ai dám tin. Phải chị ta nói quay. Người đẹp mà vô duyên đó. Có chuyện nghe chơi không tin nổi rồi. Tính đây, tính ông Thảo cũng tin nữa. Ôi, ôi sao vớt ra thôi, bán cái gì vậy? Vớt ra anh đập đậu bán trộm. Dạ. Để chi vậy? Giờ mình bán người ta, mình mất hàng người ta luôn hả vậy? Ờ, bán hàng giao cho quán bún bánh mà. Dạ. Chị này bán cá gì, hai ba thứ cá này, cá này cá gì hả vậy? Cá gì?
ăn món gạch gì cá. Cá chẹp. Cái gì? Là con cá hú. Cá hú không? Đúng rồi. Cá chẹp. Cá chẹp là cá nước ngọt mình hả? Cá cá nước lạ. Nước lạ hả? Đây gì cá cha, cá thường nhóc cho cá hú không mà không có cha. Rồi cá hú ha. Ờ. Ủa không gần cá vậy? Tưởng đâu cá này cá cha không à? Cá hú mình không biết cá. Không có gần. Rồi cảm ơn chị đẹp, chúc chị đẹp bán đắt hàng nha. Rồi cảm ơn em. Rồi em làm ăn càng ngày càng được cái kiểu rai thôi nha. Rồi cảm ơn, cảm ơn chị. Rồi tạm biệt chị nha. Xe bánh mì phiên chợ chợ Mỹ Bình của trung tâm thành phố Long Xuyên tại đây kính chúc bà con một ngày gặp lại an vui và hạnh phúc. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại bà con trong một cái video sau. Bye bye.